Chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người một cái thước thủy điện tử của hãng DCBAT ha. Thì cái thước thủy này nó rất là tiện dụng cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta cần đo những cái gì mà nó có cân bằng đó ha. Như lắp đặt máy gì đó là nó rất là tiện dụng. Để tôi khui cho mọi người xem ha. Đây là cái thước thủy của hãng DCBAT. Thì tôi xin giới thiệu thêm á, là cái hãng DCBAT này á, là nó chuyên sản xuất về các loại thước cân bằng bằng điện tử, thước thủy cân bằng bằng điện tử đó ha. Thì trang web của nó là dcbat.com ha. Đó. Thì cái hãng DCBAT này là của thằng Singapore, nó giới thiệu qua hãng DCBAT này của thằng Singapore đó. Đây sản phẩm của Singapore này ha. Sản phẩm của Singapore. Rồi, tôi sẽ phui ra cho người xem ha. Hướng dẫn ta sử dụng đó, đó. Để nào mua về chúng ta nghiên cứu thêm. Đây là các lắp đặt, ví dụ như cần lắp đặt bàn cầu thang nghiêng bao nhiêu độ ha. Đấy, ví dụ đây là lắp đặt cầu thang nghiêng bao nhiêu độ và cần cân bằng cái gì đó thì chúng ta tự chúng ta đo ha. Đó. Đây, cái này rất là tiện lợi nha, rất là hữu ích nha. Hàng chính hãng của DCBAT ha. Rồi đây là dung nhan em nó ha. Thì cái thước này nó có cái bì dài á, là khoảng nó khoảng một tấc đó, một tấc đây, một tấc ha. Cái chiều dài là một tấc, nó có tay này giống móc đeo đó ha, một tấc. Và cái này có từ có 500 đó, để chúng ta hít, để ta đưa vô sắt gì đó thì chúng ta cần hít đó, thì ta hít vô ha. Trên đây có hai ống thủy, thì một khi nó trang bị cái điện tử này rồi thì tôi nghĩ cái ống thủy này mình sẽ không còn dùng tới ha. Thì nó trang bị nó có đó. Rồi tôi sẽ mở tem ra, lọt tem ra. Rồi. Rồi phía sau là sử dụng pin, cái này là nó sử dụng là hai pin. Thôi ra ha, đứng quá. Đây đẩy ra mà cái này do ốc mà dập nên tăng ốc ra. Đây. Đây là nó sử dụng là hai pin ha. Đây nó có dây dán nè, nó phải là gỡ này ra, bỏ này ra đi. Đó, nó sử dụng hai pin như vậy. Hai pin này coi gì cũng lâu hết lắm nha. Pin này thì của hãng là Maxell ha. Pin của hãng Hitachi. Đây nè. Pin của Hitachi Maxell cho bằng ha. Đó. Pin cũng xài là pin xịn đó ha. Rồi. Làm gì đi ha. Chúng ta đã gắp pin rồi thì đây. Mọi người để ý cái đồng hồ điện tử nó nhảy không? Này nút on off là giúp chúng ta off đi nè, tắt đi. On là chúng ta mở lên. Thì khi mà chúng ta để dù ta nghiêng đầu này nè. Thì đó, đầu bên đây thì nó đang báo ta là nó đang âm bao nhiêu độ đó. Ha. Âm bao nhiêu độ đó. Thì rồi dương. Đó. Tính là tính cái đầu này nha mọi người, cái đầu trên đây nè, mình lưu ý nó tính là tính cái đầu này. Ví dụ như chúng ta để một cái này ở đây đi ha, trên đây thì chúng ta nghiêng góc này thì nó tính từ cái đầu trên đây là nó thấp nè, góc này nó thấp nên ghi âm khoảng 13 độ đó. Còn nghiêng ra đầu này thì đầu này nó sẽ cao nè đó, đầu này nó cao hơn thì nó sẽ báo ra là dương 24 độ, dương thì không chứ cộng 24 độ đó. Còn đây cân bằng thì thôi thì nó sẽ dựa theo cái đầu trên đây ha. Chúng ta cần lắp đặt như thế này đó, thì nó đang nghiêng về, cái đầu này nó thấp thì nó chỉnh
qua lại. Đó. Chúng ta chỉnh cho nó thành dương ha. Chỉnh về không. Chúng ta để cái này. Đó. Cần cái này bao nhiêu độ á. Nghiêng. Đó. Hầm nó đang hầm đó. Dựng cái này lên á là nó báo ta, ví dụ dựng như là 90 độ á thì chúng ta đang nè. Nó tám mấy đó ha. Nó 90. Dựng vuông góc là 90. Đó. Báo. Cái này thì kém. Rồi mọi người chào xíu nha, có điện thoại. Rồi tiếp mọi người ha. Đó thì cái này thiên hiện chúng ta đo độ nè, trên đây có độ. Hai cái mod này chúng ta bấm cái thì nó sẽ hiện là phần trăm. Đó, phần trăm thôi, phần trăm với độ thôi, mà thông thường cái này chúng ta không có xài tới ha. Thì chúng ta không có tâm này đâu, ta chỉ xài là chế độ ho là nó báo. Còi đó. Ha, nó báo chúng ta là tới bao nhiêu là nó sẽ báo á. Cái này tôi cũng ít xài. Thì chúng ta chỉ cần xài cái chế độ đo độ thôi. Ví dụ lên đây, dựng dày. Dựng dày. Dựng dày á thì cái đầu này nó trên nè. Nghiền. Đó. Làm dựng dày thì độ lên thì nó sẽ dương. Còn ta dựng dày là nó đó. Đó. Nó nhảy sao là do chúng ta chưa vuông góc. Đó, cặp như này. Đó, quay lại chỉ độ góc vuông thôi. Khi mà 90 độ là nó sẽ vuông ha. Chúng ta lắp đặt máy á. À, cái này có độ sai số, nó còn vẫn có độ sai số là 0,1 độ ha. Này có 0,1 độ. Nó rất rất là nhỏ. Ví dụ này chúng ta xả ở đây 90 là ok rồi, còn nhảy cái xe đuôi này thì nó nhỏ vậy đó. Đó, 8 9 10 đó, 90. Ha. Thì chúng ta sẽ để lấy cái thước ke. Lấy thước ke mà thử ha. Đây là cái thước A, thước A thì mình cầm vô đây nó hít rồi đó, thì để vuông ha. Vuông thì đây nó báo là đây là đồng hồ đang báo đó, đồng hồ đang báo 89 độ ha. 89 độ là gần 90 rồi, còn có một độ thôi, nó rất là nhỏ, một độ thôi, rất là nhỏ đó. 89 phẩy nó là 9 độ là 90 đó ha. Tính ra cái thước ke này nó vẫn là chính xác, cũng tương đối là cao mọi người ha. Thế đó, thước ke mình dựng vậy là nó báo đó 89,6 độ đó, thì mình nó đang là vuông thì cái độ sai số này nó rất là thấp đó. Còn có 0,3 độ thôi, 0,4 độ thôi là nó đã lên là thành 90. Nên tôi nghĩ cái độ sai số này chúng ta là yên tâm ha, lắp 89,5 là cũng đạt yêu cầu này. Bởi vì cái thước ke này rất là chính xác ha. Bản thân cái thước ke này cũng hãng con sen, nó cũng là xịn rồi đó ha. Này gửi giới thiệu thêm có giá 100.000 ha. Đó, tài cặp vô có 500 rồi người ha. 500 nó hít đó. Khi chúng ta để như vậy nè, nó thẳng nè, ke này nó vuông nó thẳng, nó là 89 độ ha. Rồi cái thước này có giá là 750.000 ha. Mọi người có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với tôi số điện thoại trên màn hình ha. Rồi cảm ơn mọi người. Xin chào.